Hello, xin chào cả nhà đã quay lại với channel của Ngọc Fan Kitchen. Hôm nay Ngọc sẽ làm món sinh tố khoai môn chân trâu. Sinh tố khoai môn chân trâu thì gồm có khoai môn, sữa ông thọ, sữa sữa đặc có đường, sữa tươi và hột chân trâu. Đó. Và đây là cái rau rau min, rau thơm để mình chỉ để trang trí thôi. Giờ mình bắt đầu vào làm nha. Bây giờ Ngọc sẽ cắt khoai môn nhỏ ra nha. Mình cắt nhỏ như vậy thì khi mình hấp á, thì nó sẽ nhanh chín hơn. Trong cái khoai môn này là mình có 2 thau khoai môn. Cái khoai môn này mình có thể là hấp lên cái nồi, hoặc là nếu như mình muốn nhanh á thì nếu mình không có thời gian á thì mình có thể bỏ vào cái microwave. Mình bỏ vào cái thau và cho một ít nước vào. Lấy giấy wrap thức ăn á, mình wrap lại rồi mình cho vào microwave khoảng chừng 5 hoặc 6 phút nha. Cho nó chín. Nếu như mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể hấp lên. Còn nếu mà mình không có thời gian, mình vội vàng thì mình có thể bỏ microwave được. Cái lò vi sóng á. Nhỏ như vậy xong rồi. Bây giờ Ngọc sẽ cho vào đây là 1 cup nước sôi nguội nha. Cho vào đây 1 cup nước sôi nguội. Rồi bây giờ Ngọc sẽ lấy cái food wrap này, cái giấy bọc thức ăn này Ngọc đậy lại, và bây giờ Ngọc sẽ đem vào lò vi sóng nha, để Ngọc hâm khoảng chừng 5 phút. Microwave để Ngọc hâm. Ngọc đã kiểm tra cái khoai môn của Ngọc và sau 5 phút thì nó vẫn chưa chín. Bây giờ Ngọc bỏ thêm 3 phút nữa nha. Tại vì tùy theo cái khoai môn của mình nhiều hay ít. Tại khoai môn của Ngọc tới 2 pound lận, cho nên Ngọc bỏ phải 8 phút mới được. Hồi nãy bỏ 5 phút nó chưa chín, bây giờ thêm 3 phút nữa nha. Ngọc sẽ đậy lại và cho vào cái lò vi sóng thêm 3 phút nữa nha. Dạ, bấm 3 phút nữa. Rồi. Tùy theo cái khoai môn mình nhiều ít nha, ít thì 5 phút, nhưng mà nhiều thì mình sẽ tăng cái thời gian lên. Sẽ đem đi luộc cái hột chân trâu nha. Hột chân trâu Ngọc sẽ đem đi luộc. Thì bây giờ nước nó đã sôi rồi, bây giờ Ngọc sẽ cho vào, nửa bọc này. Tại cái này nếu mà mình luộc hết một bọc nó nhiều quá rồi mình ăn không hết, mình để lâu thì nó sẽ không có ngon. Ngọc sẽ cho vào đây nữa bọc. Đó. Bỏ vào thì Ngọc sẽ khuấy nó liền, để cho những cái hột chân trâu này nó không dính lại với nhau. Khuấy như vậy. Lâu lâu mình sẽ khuấy một chút. Và mình sẽ đợi lúc nào nó sôi rồi. Hột chân trâu nó đã nổi lên trên mặt và sôi như vậy rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Và mình sẽ để cho nó sôi như vậy 2 phút nha, 2 cho tới 3 phút. Sau 2 tới 3 phút mình đậy nắp thì mình sẽ tắt lửa và cho nó ngâm trong cái nồi khoảng chừng 2 với 3 phút nữa. Thì sau đó mình sẽ vớt ra và bỏ vào thau đá lạnh để cho nó khỏi dính lại với nhau. Ngọc đã chuẩn bị sẵn một thau nước đá như vậy rồi. Bây giờ Ngọc sẽ múc cái hột trân châu ra nha và cho vào đây để cho nó khỏi bị dính lại. Đây, cái này người ta làm bằng chất bột, nếu như mà mình không có bỏ đá như vậy thì nó sẽ dính lại với nhau. Thì đây là cái cách mà Ngọc
Ngọc luộc cái hột trân châu của cái hiệu này nha, cái hiệu của Ngọc giới thiệu đó. Còn tùy theo mỗi bạn mua mỗi cái hiệu của hột trân châu khác hiệu thì các bạn sẽ đọc chỉ dẫn nha. Trong cái bao nó có chỉ dẫn cho mình cách luộc như thế nào và luộc bao lâu đó. Thì tùy theo mỗi hiệu và mỗi cái mặt hàng nó sẽ chỉ cách cho mình khác nhau. Rồi mình sẽ ngâm vào nước đá đây cho nó lạnh. Sau khi nó nguội trân châu hết thì mình sẽ múc nó ra và mình sẽ làm nước đường và mình sẽ trộn vào nha. Bây giờ mình sẽ đi làm nước đường. Cái trân châu này ngâm trong nước đá này cũng đã được lâu rồi nha. Bây giờ Ngọc sẽ múc đá ra trước, sau đó Ngọc sẽ lấy trân châu ra. Giờ sẽ lấy trân châu ra. Nhìn rất ngon là các bạn. Tại vì nó rời nhau. Giờ mình bỏ vào nước đá cho nên nó không có dính nhau á. Rất là ngon. Nó có dính, có một cái hộp có bên đá này. Rồi xong rồi giờ mình sẽ lấy nước đường và bỏ vào nha. Bây giờ Ngọc sẽ xay sinh tố nha. Thì khoai môn Ngọc đã bỏ vào trong đây rồi. Và Ngọc sẽ cho vào một cốc sữa tươi. Một cốc sữa tươi và nửa cốc sữa đặc có đường nha, sữa đặc có đường nha. Sẽ cho vào đây nửa cốc sữa đặc. Cho vào nửa cốc sữa đặc. Và một ít đá nha. Tại vì Ngọc không có muốn bỏ màu cho nên Ngọc chỉ lấy nguyên thủy của cái màu khoai môn thôi nha cả nhà. Còn nếu như mà ai muốn cái màu đẹp á, thì mình nên mua cái bột màu khoai môn á, cả nhà. Bột khoai môn thì nó sẽ có cái màu nó tím đẹp hơn. Xong rồi thì Ngọc đã xay xong sinh tố rồi, bây giờ Ngọc sẽ cho trân châu vào các ly nha. Tùy theo mình ăn nhiều hay ít, nếu mình muốn nhiều cái trân châu á, thì mình sẽ bỏ nhiều trân châu nha cả nhà. Ngọc bỏ ít như vậy thôi. Rồi sau đó Ngọc sẽ pha cái sinh tố vào. Nhìn rất là hấp dẫn, rất là thơm. Cái mùi khoai môn nó bay lên rất là thơm. Đây là 3 ly sinh tố. Mình sẽ trưng bày như vậy cho nó đẹp. Bỏ cái ngò lên ha, cái rau thơm lên đó. Rồi một ly thì mình sẽ để khoai môn và một ly là mình sẽ bỏ một ít siro xoài lên nha, tại vì lúc nào mình cũng thích siro hết trơn. Đó, đây chút nữa. Rồi xong, đây là 3 ly sinh tố. Những ly sinh tố khoai môn trân châu và khoai môn trái cây rất là hấp dẫn. Uống vào mùa hè thì rất là tuyệt vời. Đây là những ly sinh tố mà Ngọc vừa mới làm xong. Bây giờ Ngọc sẽ uống thử nha. Trong này có 3 ly, một ly là sinh tố khoai môn với lại trân châu thôi là ly này. Và 2 ly còn lại là Ngọc bỏ sinh tố khoai môn, hột trân châu và một ly là có siro xoài nha, trái cây xoài.
và một ly là strawberry, trái dâu tây á, siro hoặc bỏ lên. Thì lúc mà ai ăn thì mình có thể là mình sẽ quậy lên như vậy để cho nó đều ra và có màu đẹp nữa. Còn cái màu này là cái màu nguyên thủy của khoai môn. Nếu mà các bạn muốn thì có thể mua cái bột khoai môn, thì cái bột khoai môn nó sẽ có cái màu tím hơn. Bây giờ Ngọc uống thử nha. Rất là béo cả nhà ơi. Cái sinh tố khoai môn này á, Ngọc thích khoai môn lắm, mà đặc biệt là sinh tố khoai môn nó rất là béo. Cái vị nó béo mà cái mùi thì rất là thơm nữa. Và những cái hột trân châu này nó dai dai, lúc mình ăn vào nó cũng vui vui cái miệng. Thì khi mình uống, mình muốn có cái gì trong miệng để mình nhai á, thì các bạn nên bỏ hột trân châu vào. Ngọc xin chúc đại gia đình tất cả là sức khỏe và vui vẻ. Thôi Ngọc sẽ chào và hẹn gặp lại cô chú và các anh chị trong các video kế tiếp nha. Bye bye.